này toàn xi đẹp này. Giá lại cái này phát nghệ nhân nhỉ? Cái này 26 triệu. 26 triệu anh em nhé. Đấy chưa? Kinh không? Cương đâu rồi nhỉ? Vừa quay rồi đấy. 120 này, đi phơi nắng rồi này. Nhìn mê quá nghệ nhân ạ. Đây nghệ nhân này. Con kia Tuấn Anh không ăn nhỉ? Con của Duẩn đấy. Con đấy của Tây Tây gì ở bên Thanh Xuân nhiều nó bán à? Bên quê ấy. Quê lá xấu xấu kìa. Lá đẹp mà Tuấn Duẩn để khớm. Thế tôi hôm trước vẫn thấy Tây ở bên kia nó đang nhỉ? Tây ở bên Thanh Xuân. Chắc cái khác. Không, cái này nhớ mà. Con nhìn cái chợ mà. À tức là ấy à? Anh mua hay là mua ở chợ mà. Cứ bán cho Duẩn à? Bán lúc nào đấy? Lâu rồi. Ừ. Của Tây Hoàng Anh gì ở bên đấy mà. Thanh Xuân trước. Lâu rồi kìa. Bảo bây giờ cái đấy tầm đôi chục lấy được không? Nghe nhân. Ở cây đấy là tầm đôi chục lấy được không? Lấy ra được. Đúng đồ, Tuấn Anh sáng không lấy. 120 đẹp quá nhỉ. Cái này toàn xi đẹp này. Giá lại cái này phát nghệ nhân nhỉ? Cái này 26 triệu. 26 triệu anh em nhé. Đấy chưa? Kinh không? Thầy Ngọc Anh có khi lại khoái cái này nên. Thầy Ngọc Anh xem cái này chưa? Ngọc Anh ấy á. Không biết nhá. Đúng rồi. Xem rồi. Hỏi rồi. À hỏi rồi. Thầy khoái đồ luôn luôn đấy. Đó là kế toán đấy thôi. Giáo sư đấy. Giáo sư. Trưởng khoa đấy. Bình phớt đấy. Không phải đơn giản. Trưởng khoa mà. Quá phê. Ta xuống thay chậu. Đấy thì chỉ. Nhưng mà đúng hoa là chậu to to. Khỏe cây. Ừ. Hoa nó đẹp. Đấy, cái này bao bao tiền nghệ nhân nhỉ? Đây là 12 triệu. Đấy, mấy cái biệt thự mái Nhật nó có cái ấy nhà để này á. Một chậu này, một chậu gì nữa. Hết nước chấm. Hết nước chấm. Hoa đẹp. Buồng hoa xuống tận gốc. Bé xinh xinh này. Đấy. Đím. Nhưng lắm. Đấy, nhũn đấy. Cái này bao tiền nhỉ? Cái này 8. 8 à? Nó nói lại số điện thoại cái này. 097 515 6620. Ờ đấy, nhớ rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Quá ngon. Tuyệt vời đấy. Còn hoa sứ thì bao nhiêu? Thứ 2,5. Hello. Hôm nay đi chợ mình ở chợ. Thầy à? Đấy, giờ gọn gàng nhẹ nhàng nhỉ. Giờ nhìn chỉ muốn bê thôi. Đây anh em chị cho mất cây giờ đấy.
giá thời điểm này là ngu này, ngu này, giết người luôn. Rất đẹp. Thế thôi, nó thi đấu với nhiều con tiền trăm đấy. Quay ra. Rồi, đấy, đứa trèo. Mất tiền rồi đang không tiêu được. Nó đang ấy thế thôi. Đồ này chơi thì... Đây, mình phải chơi mẹ mặt này cho nó mạnh. Ui, chơi mặt này này. Hợp lý thì mình không bán được thì mình nuôi thôi. Bây giờ ấy thì sao lại bán đắt luôn. Này. Đây mà. Chốt chơi mặt này. Quá kinh luôn. Lúc nó sốt cây cái lại không có cây mà bán thì chết dở, lại phải đi lùng. Lại phải đi mua lại những cây mình bán mệt lắm. Đấy. Đấy. Đi lại mua lại. Chứ đã gọi là sốt thì nhanh lắm, phút mốt. Cây túc thì đỏ ừ. Ừ, nhỉ. Cây này này liên tục nhỉ. Mấy đồng đây người nhân nhỉ? 15 triệu. 15. Giá 15 triệu. Già đánh đỉa, búp đỏ chót. Phụ nghe chừng là sắp tiêu tiền đấy. Nhìn cái dáng giống sắp tiêu tiền lắm. Quá kìa. Đó. Đúng rồi. Quá này. Ây dày. Người năm trai. Đang ngập đấy. Kinh đây nhỉ. Và okay, toàn những cốt xi sạch nhẹ nhũn nha. Nhiều đầu. Người đang chất đang rất thích. Cái này bao nhiêu ấy nghệ nhân nhỉ? 22 triệu. Anh em nhá. 22 triệu nhá. Ôi, nắng quá. Nắng quá. Nghệ Cương đang có khách hay sao ấy? Đấy. Xinh xắn yêu thương luôn. Quá xinh. Quá xinh xắn luôn. Đấy. Quá chiều mầm luôn. Đấy mà mẹ để ý ông nào sờ sờ một cái này. Nhiều ông tò mò cấu mệt lắm. Đấy, đi xem cây là phải lựa này này. Sờ thì sờ nhưng mà sờ có ý thức. Anh em ạ. Không, nó cái tiền là nó một chuyện mà cái mầm nó quý lắm, nó đang mọc đúng chỗ mà nó tịt mất là thôi đấy. Lúc này như nó lâu lắm. Thế. Đấy anh em. Là bao tiền nghệ nhân nhỉ? 6 triệu rưỡi nhá. Ai trả này bắt đầu nắng rát rồi đấy. Ok, chúc nghệ nhân đắt hàng. Sang bên này tí rồi để kết thúc rồi, nắng lắm. Hôm nay có vẻ hôm nay bán vãn cây rồi anh nhỉ? Tưởng cây trăm này có ông mua rồi nhỉ? Cây đa cụ bán bao nhiêu đấy? Cây đa cụ bán bao tiền đấy? 25 củ, thế còn cây này? Thế còn cây này? Lại có quý nhân đến chơi, phép tác nghiệp nhanh chút để rút lui. Đi quái chưa? Đẹp như thế này đẹp mà vẫn còn ở đây nha. Vẫn còn ở đây. 10 củ. Ừ. Đặc sản Hải Dương. Đặc sản Hải Dương. Đó lư. Mùa hè vẫn đỏ thì chắc đấy. Mùa đông thì chắc là nắng thế này nhưng mà vẫn phơi vô tư. Đấy. Nói chung là một cây dịn cây. Dịn cây. Không có đối thủ. Đấy. Sang cái đồ mới cái nào. 25 triệu. Măng cả thì 30. Đấy.
ai thích mặc cả thì 30 xong rồi bớt cho 5 triệu. Hả? Đúng không? 30 nếu ai mặc cả 30 ra lọc 5 triệu. Thế lại càng hơn 50 thì ra lọc 25, 50 ra lọc cho 25. Với anh em có thể báo là cái này mua 50 nữa cũng được. Đấy, nhưng mà ra lọc 25 củ. Nhìn như là mì bằng thắn ấy nhỉ. Như quẩy. Đấy. Đấy. Được cây đa lạ, cây đa lạ lời được đấy không ạ? Đam đam. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Lâu lâu mới lại thấy cây đa đấy. Đấy. Đây số cụ đây đúng không? Đấy. Alo đi, alo mà tiêu tiền. Dạ. Đây nhá. Rồi. Nó nốt cái mặt sau này cái thế nào. Nắng này đến chủ cây rồi còn chạy vào uống nước là mình. Rồi. Xin phép tác nghiệp nhanh để té. Hẹn gặp lại các bác, cô chú, anh chị ở video tiếp theo nhá. Cùng ngắm lại cây tiền trăm cái nào. Nghe nào thích xem kỹ cái video này thì à, cái cây này thì xem ở video trước ấy. Coi rất là kỹ cái cây tròn trăm đấy. 75 củ đây. Hôm nay hoa nó đã dài hơn tương đối rồi đây này. Đấy. Choi mồi.